Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với cô Nga viết hết nghĩa của 1671 từ vựng trong từ vựng topic 1 nhé. Này là cô sẽ không có dùng từ điển để tra mà cô sẽ viết thẳng từ trên xuống dưới. Nếu như bạn nào thấy phát hiện có lỗi sai thì comment dưới cái video giúp cô nhé. Chắc là phải gần hết 2-3 tiếng đồng hồ, tại vì 1.000 mấy từ. Mình không có tra từ điển nha mọi người, mình cứ viết thẳng thôi. Đây là cách để mà hệ thống cho học sinh mình ôn hết lại tất cả tổng hợp từ vựng sơ cấp. Từ cao hơn T này là dạng chính giữa mà giữa đám đông á. Can này là lá gan hoặc là ở giữa, ở chính giữa. Can là giữa các mối quan hệ. Một cách đơn giản. Khantani là một cách đơn giản. Mình ghi vô cho để mình quay nhưng mà không có tiếng này hơi buồn ha. Can xích là món ăn nhẹ. Canh xiết là món ăn nhẹ, canh chanh là nước tương, nước tương là nước xì dầu đó mọi người. Y tá sườn, canh sườn bò màu nâu. Đô tiếng quả hồng, đệm cảm, thúc cảm, khăm ghi giác, thúc cảm, khăm đà là gội đầu, cảm động, cảm động. Ở bên trên là danh từ sự cảm động. Cảm ơn, cảm xa là cảm tạ đó ha. Cảm ơn. Mình đang nhìn trực diện và không có nhìn ra từ điển nhé. Khoai tây. Canh khoai tây. Đột nhiên. Giá cả. Xong. Con chó. Con chó mà con chó này con chó bố, chó con nhá, con chó con. Bài giảng. Chữ mang đi cặp tà này là man hoặc là có. Cặp là giống, cùng, cái,
Canary là cái hoa màu vàng, hoa canary, hoa màu vàng á, mà nó giống với loại hoa mai nhà mình, nhưng mà mình không nhớ rõ tên của nó, thì chỉ nhớ tên là hoa ca canary thôi nhé. Cane là cá nhân. Đằng đó cứ đi phòng khách, cái gương hầu như nói dối, lo lắng, sự lo lắng ở trên này, sự lo lắng. Con càng là khỏe mạnh. Khỏe. Băng qua. Băng qua. Trên là đi băng qua. Phía đối diện. Còn nó trong phía đối diện. Còn mưa tòa nhà. Cầm đe cạn ly, cật tà đi bộ, cật tà treo móc, cật ly tà mất, cò đô ca tà đi bộ, cò đô tà đi bộ đi. Đi bộ đến màu đen, cái game, trò chơi á, game là trò chơi, trò chơi mùa đông. Kỳ nghỉ đông. Nãy giờ 7 phút là hết, 7 phút và 35, 7 phút và 35 là đã được hết 80 từ. Khỏi qua kết quả. Kết quả. Quyết định. Ở trên là sự quyết định, ở dưới là động từ quyết định. Sự kết hôn. Kết hôn, lễ kết hôn, kết hôn, trận đấu, sân, sân vận động, cung điện, kỳ, trong, búc, tỉnh con chu. Cảnh sát, nhân viên cảnh sát, sở cảnh sát, cảnh đẹp, kinh nghiệm, cầu thang, chứng, tính toán, liên tục, có, hoặc nghĩa của nó là ở, kính ngữ của chữ ita đấy mọi người, mùa, trong mùa, bốn mùa đó ha, kế hoạch, thịt, trường cấp 3, học sinh cấp 3, lựa chọn, cảm ơn, đã cảm ơn, cảm ơn, xin cảm ơn. Nó có chia đôi câu á, cô mô là cô,
Dự. Xe buýt cao tốc. Con mèo. Họng hóc. Ớt. Tương ớt. Sửa chữa. Đau. Đói. Aputa đau. Quê hương. Nhất định. Mình sẽ đặt từ thẳng cho nó. Tháng 9. Tìm kiếm. Có thể là tìm việc, tìm nhà. Canh. Và cúc này còn có nghĩa là quốc. Quốc có nghĩa là đất nước đó mọi người. Cũng nghe là trong nước hoặc là quốc nội. Quốc là gì ạ? Quốc lập. Quốc lập khuyến địch. Quốc su. Mì sợi dài á. Quốc co. Quốc ngữ. Khúc chót. Quốc tịch. Đang học theo tiếng Hán. Khúc chê. Quốc tế. Quốc theo tiếng Hán là quốc. Quân in là bộ đội, quân nhân. Tà là gập. Quân là quỷ. Quy là tai. Quy gập tà là dễ thương. Quy chích là quy tắc. Quy là quả quýt. Cư là đó. Cư co là cái đó. Viết tắt của chữ cư cọt. Cái đó luôn nhá. Ở bên trên khác nhau, ở cái gì ở trên là nó là văn viết tắt, rồi còn cái này là văn viết. Nơi đó. Ngày đó. Nay này trong từ nài cha. Cứ thế mà băng qua, cứ thế mà làm, cho dù có lời khuyên phía trước nhưng vẫn cứ thế làm theo ý mình thôi. Cứ thông an là trong thời gian qua, hoặc trong thời gian đó. Thời gian qua thì nó hay hơn. Cứ tư là những người đó. Cứ te là lúc đó. Cứ đê là đúng vậy. Đồng ý với đối phương. Cứ đê so vì thế nên. Cứ đêm. Cứ đêm. Cũng cứ thế. Đây là đang dùng viết theo quy tắc mềm âm đuôi, không phải mềm âm đuôi mà là theo quy tắc kết thúc cái đuôi câu về danh từ. Tuy nhiên, vì vậy, nếu vậy thì curon như thế. Phía sau chữ curon á là sẽ cộng thêm một danh từ cho mình nhé. Tại vì nó đang là định ngữ. Curante. Thế nhưng nếu vậy, vậy thì curon vậy thì croque như thế. Làm như thế, một cách như thế. Crocona thì ra là vậy. Crota như thế, tính từ. Krasumeta, đúng như thế. Đồng ý với đối phương. Tuy nhiên, hoặc thế nhưng. Krut, cái bác. Đoạn, lên trên đây nào, làm thành 240 từ nha. Cột mốt là ngõ hẻm. Chơi gôn. Chơi gót, chơi gôn. Cột tà là đẹp. Cốt là nơi. Cong là quả bóng. Hoặc là số 0. Con số 0 á nhé mọi người. Cùng canh là không gian.
không khí. Nhân viên công chức. Học. Động từ học. Đây là việc học. Công diễn. Công viên. Nghĩa của chữ công có nghĩa là công chuông tranh hoa là điện thoại công cộng. Học cái này mọi người có thể đoán nó được từ vựng về Hán tự nhé. Khủng cha là đồ miễn phí. Khủng cha công là không á. Miễn phí. Khủng check là quyển. Vỡ. Khủng hang là sân bay hàng không á. Cung là không mà hang là hàng. Sân bay. Công hưu y là ngày nghỉ. Qua là bài hoặc nghĩa là và. Thực nghĩa là và đi. Và hoặc con quá khứ. Quả y hoa quả. Quả cha bánh kẹo bánh. Quả hắc khoa học. Khoản ghê quan hệ. Khoảng quan là tham quan du lịch cảnh quan á, khoảng quan cảnh quan. Quan tâm khoản là quan. Khoản xin có nghĩa là quan tâm. Xin có nghĩa là tâm. Khoản go là quảng cáo. Chữ quan nó có nghĩa là quan là quảng, khiển san tà là không sao. Go khiển san sân này tà không sao ạ. À, không có gì, không có chi. Của quan xa là sách giáo khoa. Cô sư là giáo sư. Cô sinh là lớp học. Cô chê thay thế. Cô thông giao thông. Tai nạn giao thông. Cô thuê nhà thờ. Cô là chính hoặc là nghĩa nữa là quận, các tỉnh, các quận ở các tỉnh huyện quận đó nhé, ta nói về phía đó. Vui con là ngắm cảnh. Vui tu là đôi giày. Giày này là giày cao gót nhé, giày cao gót. Mọi người thông cảm nhé, ở bên ngoài trời đang mưa nó có thể ghi âm vào hơi ồn một tí. Cu đâm là mây. Cu ship là 90. Cứ đi cô là và. Cứ đi tà là vẽ tranh. Động từ vẽ tranh. Cứ rim là bức tranh. Cứ man là đến đây thôi. Đến đây thôi không làm nữa. Cứ man e, làm tới đó thôi. Cứ buôn là vị đó. Cứ cho kê là hôm kia. Cứ chung là trong số đó. Cứ chốt là phía đó. Cứ chi tà là tặng. Ngưng, ngừng. Cực trang là nhà hát. Kinh cho là gần. Kinh là chữ. Cứ xem là để tôi xem nào. Kiểu giống như hỏi ý kiến của mình xong mình ngưng lại là cứ xem để tôi xem nào. Mình suy nghĩ một cái việc nào đó. Cơm bang là ban cơm là ngay. Cơm bang là vừa mới. Cơm nhân là cấm hút thuốc. Thứ sáu cơm trưa tuần này. Cấp là gấp hoặc là cấp theo tiếng Hán. Cấp hai tà là gấp. Kỳ can là khoảng thời gian. Khoảng thời gian tại sao mình nói là khoảng thời gian là vì khoảng thời gian này là nói về 1 năm, 2 năm, 3 năm. Kỳ ta đi tà là chờ đợi. Nó khác với chữ si can nhé. Si can là thời gian thôi. Kỳ đưa tà là nuôi dưỡng, nuôi trồng. Kỳ đưa là dầu ăn, dầu hoặc là mỡ. Kỳ vun là tâm trạng. Kỳ po ha tà là làm cho vui, vui lên, làm vui lên, khiến cho vui lên. Có nghĩa kỳ pư tà là vui vẻ, tính từ, nhưng mà kỳ po ha tà là khiến cho người khác vui. Kỳ sa là ký sự. Hoặc là tài xế lái xe. Ký xuất xa là ký túc xá.
Ký ức là ký ức, nhớ mọi người, nhớ nhung. Ki ôn là khí hậu. Ki cha là ký giả. Ký giả có nghĩa là gì ạ? Nhà phóng viên. Phóng viên nhà báo. Ki cha, xe lửa. Ki chim ho. Ki tha là khác. Kinh trang tê tà là căng thẳng. Kinh là con đường. Kinh tà là dài. Kim. Kim này là rong biển. Cũng có thể là họ Kim trong tiếng Hàn. Kim bắp là cơm cuộn rong biển. Kim chi là món kim chi đó. Rồi, mình được 240 từ mà đến 21 phút là hơi dài, hơi lâu quá ha. Canh kim chi. Sân bay. Kim phô. Màu đen. Màu. Cái này là đen. Tính từ cái ta là cắt gọt hoặc là giảm giá, mình sẽ vào trong nó cho đỡ ồn. Cắt gọt giảm giá, chiều hôm nay là sẽ ngồi, mục tiêu target là sẽ làm hết 1.600 từ này, điền nghĩa từ vựng vô 1.671 từ, điền cho đến hết luôn.